đẹp không? 27 hai cầu, giá có 200 mấy rồi nè cô chú anh chị. Trường Anh vừa thu mua mẫu Ford nè. Ford này sản xuất năm 2007 nha, xe đẹp lắm mà con à. Sơn si được trước xấu, Trường Anh về Trường Anh tạt qua bằng nước sơn rồi, tắm qua nước hết 10 triệu bạc á. 86 Phan Thiết, 161 18 nè, hai cụm đèn nè, hai cụm đèn Trường Anh thay mới tinh luôn nè. Em này được cái là hai cầu nha cô chú anh chị, máy dầu, đi địa hình em này vô đối thủ rồi, được chưa cô chú anh chị. Vỏ nè, bốn cái vỏ tương đối là khá mới, bấm đúc nguyên bản của dòng Ford, nước sơn thuần mình bên ngoài là khá là ok nè. Mẫu này thì bà con chạy tiết kiệm nhiên liệu, đâu đó rơi vào tầm 8 lít dầu cho cô chú anh chị. Bốn quả vỏ khá là mới nè cô chú anh chị nè, mâm nè, gầm bọc ở trong nè, sạch sẽ thoáng mát chưa. Bánh treo nhá, đó là phong dáng của em Ford, đẹp chưa bà con. Được cái liền, nói chung sơn si là hết sơn rin rồi, nhưng mà được cái tắm qua lại nước sơn mới hết rồi. Hai cầu luôn cô chú anh chị, nội thất option ở trong là đẹp không. Trang bị màn hình đầy đủ tính năng nè, hai cầu nè, hai cầu đang hoạt động nha. Đó, giá em này thì cực kỳ là siêu rẻ cho cô chú anh chị luôn, 275 triệu, được chưa. Với mẫu xe hai cầu này, trần chủ nhà đã full hết toàn bộ 5D, được cái liền không cứng không lỗi đây nè. Keo nè, keo là rin hết toàn tập nè, ở trong cửa là còn chất sơn rin nè, ở trong cửa là chất sơn rin nha, keo rin nè cô chú anh chị. Hết tiền là ở đây che nắng che mưa. Nào bà con, 7 chỗ ngồi, rộng rãi không? Ghế là ghế da xịn sò luôn nha. Đó, phần tắp bi nè, tắp bi là ok nè, keo rin hết toàn tập nha, không cứng không lỗi đâu. Em này thì đi thì đảm bảo là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho bà con có ép rồi. Hai băng ghế phía sau nè, đó là phần tay vai, 7 chỗ ngồi là 7 dưới đây, bảo hiểm an toàn đầy đủ các tính năng cho bà con có ép nè. Máy ok không? 4 vỏ mới nha, 4 vỏ mới tinh luôn. Đó, SUV gầm cao máy thoáng là ở đây nha cô chú anh chị nha, hàng đẹp chất lượng cao. Vô lăng 4 chấu này, trang bị là túi khí, máy lạnh Trần Anh đang mở AC kích hoạt, đi được 218.000 rồi. Xe này còn ủy quyền á, tắp lô, tắp bi, túi khí nè. Số nè, số máy là bao rin bao chất. Đây cô chú anh chị, hai cầu nhanh, hai cầu chậm đang hoạt động luôn. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe. Vô lăng là vô lăng rin nè, anh da là da rin nha, nhìn kỹ nha, đây là da rin nè, được chưa. Và trải nghiệm ngay phần máy nè, máy móc đồ êm lắm, cảm biến dê tích hợp chủ nhà cũng đã lên rồi nè, đầy đủ cái tính năng nè. Tắp bi là keo nè, chủ nhà người ta lên cho em nó bộ gương, bộ gương của đời 2009, tích hợp là xi nha trên gương chiếu hậu luôn nha cô chú anh chị nha. Bên kia bị cháy một bóng rồi, cái đó thì mình thay thôi bà con. Nè, cục máy nè, cục máy khá là êm nha, máy móc là bao thê luôn. Em chưa? Không phải thôi, nếu mà bà con mà đi đường chân trượt á, bà con lấy mẫu này về, bà con cài cầu, bà con chạy hai cầu chậm, hai cầu nhanh, thì đối với mẫu này là đường rừng rú thì chuyện nhỏ như con thỏ nha cô chú anh chị. Trên đây nó có bị lỗi một tí xíu, dập nghe nè, dập tầm 5 phân ngay mép này một tí xíu nha, đó là Trần Anh báo luôn. Còn phía bên đây là keo rin hết toàn tập, được chưa. Dàn trước là nguyên bản nè, không có dấu hiệu là móc méo trên trước xe đâu. Đó vậy thôi, đăng kiểm tháng 12 năm 2022 nha bà con. Về quá trời là xe luôn. Tàn là xe giá rẻ không?
hơn 200, sở hữu ngay mẫu máy dầu bên Trần Anh rồi, chạy sướng tuyệt vời. Đó, thương hiệu đến từ Mỹ. 86 ủy quyền mới có tập đầu à, còn một tập ủy quyền nữa. Và hồ sơ chắc chắn bà con cô bác là ký rút được luôn. Đây là phần cánh cửa nè. Đây là bản lề của cánh cửa, hầu như là nguyên bản hết. Nè, keo nè. Đó, bà con có keo chỉ ở trong cánh cửa nè, còn nguyên bản nhá. Hai bên nè. Keo rin nè, keo rin hết toàn tập nè. Được chưa? Bà con cô bác trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trần Anh nè. Đây bà con, gầm bề ở dưới nè. Hai cầu nè. Anh chị thấy hai cầu không? Cầu trước cầu sau nè. Đây là cầu trước và đây là cầu sau nè. Đó, trục lết tương động cầu sau nè. Hai cầu đang hoạt động nhé. Có chỗ này cái bọng dè này nó hơi mục tí xíu. Trong bọng dè nó hơi mục. Nó mục có tí xíu chỗ này à. Vì sao ạ? À? Nước á. Nước nó văng lên. Nước ở bánh nó văng lên nó hay mục mà. Riêng mấy cái mẫu for nó hay mục ở đây nha. Nó hay mục ở cái lường rồi nè. Đó, được chưa? Xe là báo thẳng báo chuẩn hết sân rin sơn lại. Cả con. Máy êm. Máy canh chỉnh số rin. Hai cầu hàng hiếm. Cô chú anh chị chỉ gặp một cầu thôi, nhưng mà hôm nay Trần Anh sẽ về một cái mẫu hai cầu để phục vụ cho bà con cô bác. Đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh Auto. Và bên đây nè, xe về quá trời nè. Từ Crew 2013, rồi từ mẫu Innova. Em có đầy đủ các tính năng nha cô chú anh chị nha. Đó, hàng đẹp chưa? Bao phê không cô chú anh chị? Bao phê cho bà con cô bác luôn nha. Tuyệt vời. Đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trần Anh Auto nha. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Mẫu Fortuner, tất cả các mẫu xe Trần Anh có hết trên đời. Từ xe cùi bắp, cùi mía, tập chạy, tập lái. Như Vivan hơn trăm nè. Vivan này sản xuất năm 2000. Em này như là 209 số sàn mới về, một chủ từ đầu. 4823 là giá hơn trăm. Bằng xe nó một bộ áo một bạc nha cô chú anh chị. Sơn si very good luôn. Này chắc bán tầm 140, đời 209 thì phải. Nó sạch sẽ không? Ít tiền che nắng che mưa là ở đây. Nó vậy thôi cô chú anh chị nha. Nó đam mê về mẫu này thì alo luôn cho em. Bản này là bản 2.0. Bản nhập. Bản nhập vì CDX nha. Bản CDX là hàng bản nhập nha cô chú anh chị. Form. Form quá đẹp luôn. Ok chưa? Rồi ok. Đó, cô chú anh chị nào đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto. Một lần nữa cho anh xin khép lại chương trình tại nơi này ạ. Trần Anh, see you and goodbye.